the movie started. Facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Rồi, tuần vừa qua thì tuần trước thì cô mới gửi email cho các em thông báo chúng ta sẽ làm bài trắc nghiệm chương 2 và chương 3 ở trên MS nha, trong cái phần mà bài tập quá trình đó, trong cái phần đúng rồi, phần bài tập quá trình đó. Thì đến cái thời điểm đó thì cô sẽ mở cái bài tập lên ha. Nó có thể cô có thể để là bài tập kiểm tra giữa kỳ hoặc là bài trắc nghiệm gì đó ha. Thì các em vào làm lúc 10 giờ ngày 13 tháng 9. Thì các lớp quản trị kinh doanh mà cô phụ trách thì đều vào làm trong cái giờ đó ha. Giờ đó chúng ta không có chúng ta không thay đổi giờ. Thực ra là tuần 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 này các em làm là, nhưng mà do một lớp thì vướng ngày 2 tháng 9 ha, do đó là tuần này các bạn nó chưa học chương 3 và tuần sau các bạn mới học, do đó là cô đẩy ra tuần sau. Chúng ta làm khoảng tùy theo số lượng câu hỏi cô cho ha, chúng ta có thể làm từ 20 đến 30 phút. Nội dung nó chỉ trong chương 2, chương 3 thôi ha. Rồi, chúng ta bắt đầu với chương 3, môi trường kinh tế. Thì tuần trước chúng ta đã tìm hiểu về môi trường kinh tế chính trị, và trong đó chúng ta tìm hiểu về ba cái hệ thống kinh tế, hệ thống chính trị, hệ thống kinh tế, hệ thống pháp luật. Có bao nhiêu bao nhiêu hệ thống và đặc điểm của hệ thống đó là gì? Với cái môi trường pháp luật thì chúng ta đi sâu hơn, đó là chúng ta tìm hiểu một số cái yếu tố là Cô ơi, ơi. lớp em chưa học chương 2 chứ cô, chị tuần trước tụi em học toàn cầu hóa. Vậy hả? Dạ, tụi em bị trễ một tuần do tuần tuần thứ nhất là cô đi công tác đó cô. Rồi. Thì nội dung chương 2 của mình nó là những khác biệt quốc gia về kinh tế chính trị. Thế thì tuần này, tuần sau và tuần sau nữa thì chúng ta sẽ tìm hiểu về sự khác biệt giữa các môi trường ở các quốc gia về kinh tế chính trị. Hôm nay chúng ta tìm hiểu ha. Tuần sau chúng ta tìm hiểu về sự khác biệt về sự phát triển kinh tế ở các quốc gia, và tuần sau nữa chúng ta sẽ tìm hiểu về sự khác biệt về môi trường văn hóa. Thế thì cái nội dung của cái chương 2 này, mục tiêu của nó là chúng ta sẽ tìm hiểu cái hệ thống chính trị của các quốc gia thì khác nhau như thế nào, và tương ứng với sự khác biệt về hệ thống chính trị thì chúng ta có thể thấy là trên thế giới có bao nhiêu cái hệ thống kinh tế, và đồng thời chúng ta cũng tìm hiểu hệ thống pháp luật của các quốc gia khác nhau ra sao, có những cái hệ thống pháp luật như thế nào ở trên thế giới, và cuối cùng đó là chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của khi mà nghiên cứu về sự khác biệt này đối với lại các công ty kinh doanh quốc tế. Dạ cô ơi, cô chưa xem Ơi. màn hình nữa cô. Cô chưa xem màn hình nữa cô. Rồi. Thấy màn hình chưa các em? Dạ rồi ạ. Rồi. Thế thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu cái khái niệm đó ha. Khái niệm kinh tế chính trị nó là gì?
Thế thì kinh tế chính trị nó bao gồm hệ thống chính trị. Sao mà cô quy định 1:15 vào thì chúng ta không cố gắng vào sớm hơn 2 phút ha? Chúng ta phải để trễ 2 phút thế này. Rồi, cái khái niệm kinh tế chính trị. Thì kinh tế chính trị nó bao gồm hệ thống chính trị, hệ thống kinh tế và hệ thống pháp luật của một quốc gia. Lưu ý giùm cô khái niệm này nha. Mặc dù cái khái niệm nó chỉ bao gồm hai chữ là kinh tế, cụm đó là kinh tế chính trị, nhưng mà nó lại bao gồm cả ba hệ thống chính trị, kinh tế và pháp luật. Trong trường hợp các em mà làm bài trắc nghiệm á, mà các em thấy cái câu hỏi kinh tế chính trị là gì mà các em chỉ chọn câu trả lời bao gồm hệ thống kinh tế và hệ thống chính trị, bỏ qua cái hệ thống pháp luật, như vậy chúng ta không có điểm câu đó, mặc dù chúng ta đã đúng 2/3 nha. Ba cái hệ thống này nó phụ thuộc lẫn nhau, tương tác, ảnh hưởng lẫn nhau và qua đó tác động đến cái mức độ vững mạnh của nền kinh tế. Và cái hệ thống chính trị của một quốc gia sẽ định hình cái hệ thống kinh tế và pháp luật. Thì tại sao lại như vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở những cái phần sau khi mà chúng ta nói đến cái hệ thống kinh tế và hệ thống pháp luật. Hệ thống chính trị nó là gì? Nó là hệ thống chính quyền của một quốc gia. Thì hệ thống chính trị được tiếp cận theo hai chiều, coi trọng chủ nghĩa tập thể hay chủ nghĩa cá nhân. Vấn đề thứ hai, cái khía cạnh thứ hai đó là dân chủ hay độc tài. Thì hôm nay cô chỉ hướng dẫn các em tìm hiểu về chủ nghĩa tập thể hay là chủ nghĩa cá nhân. Còn dân chủ và độc tài thì cô sẽ không giới thiệu với các em. Các em đọc trên trong sách tham khảo dùm cho cô. Nếu không thôi là trên cái slide của mình, trên cái tài liệu học tập của mình. Rồi, trên cái tài liệu học tập của mình ở đây nè, chúng ta thấy cái phần slide bài giảng nè, chúng ta vào cái chương 2. Chương 2, chúng ta có cái slide, tiếng Anh của cuốn sách này ha. Nếu như bạn nào chưa có sách thật, thì đây là slide tiếng Anh của cuốn sách này, thì các em vào đây chúng ta đọc về cái dân chủ và độc tài, dân chủ và toàn trị. Một slide, hai slide, ba, bốn, năm, bốn slide chúng ta vào đầu trong cái slide tiếng Anh, chúng ta đọc bốn slide này trong trường hợp chúng ta chưa có sách tham khảo. Thì cái phần mà dân chủ và độc tài đây nè, trong sách mình nó dịch chữ cái chữ tiếng Anh này là độc tài, nhưng mà một số giáo viên theo cô được biết đó là dùng cái chữ là toàn trị, chủ nghĩa toàn trị. Và do đó đó thì khi mà chúng ta làm cái bài trắc nghiệm mà chúng ta thấy cái chữ độc tài hay chúng ta thấy chữ toàn trị thì chúng ta đã biết, chúng ta biết là nó có ý nghĩa như ngang nhau, ý nghĩa ngang nhau trong cái nội dung của cái chương này. Nó dịch ra từ một cái từ tiếng Anh. Cô thì để chữ độc tài để nó phù hợp với lại cái từ trong sách của mình. Nhưng mà vừa rồi cô thấy là một số giáo viên thì lại để cái chữ toàn trị, chủ nghĩa toàn trị. Đó là nếu mà chúng ta cái đề trắc nghiệm của chúng ta mà thấy chữ toàn trị thì chúng ta cũng biết nó là mang ý nghĩa là của cái phần độc tài trong sách của mình. Bởi vì một số lý do mà cái quan điểm về dân chủ hay là độc tài, hay quan điểm về dân chủ hay là toàn trị đó, là nó có thể là nó không khớp lắm với lại
cái hệ thống lý luận chính trị mà mình tiếp cận ở Việt Nam. Và do đó là ở đây cô không dễ các em tự tìm hiểu trong slide và nhắc lại có tự tìm hiểu, chứ cô không nói là thi sẽ không ra nha. Thế thì về chủ nghĩa tập thể và chủ nghĩa cá nhân, cũng như là những cái hệ thống chính trị sau này đi theo chủ nghĩa đi theo chủ nghĩa tập thể và chủ nghĩa cá nhân thì sẽ là những cái hệ thống chính trị nào? Chủ nghĩa tập thể, cái hình đầu tiên chúng ta thấy đây là ông Plato, một cái nhà một 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 học giả không một học giả sống trước công nguyên từ năm 427 tới năm 347 nha, 347 chứ không phải 437 nha. Cô nói để cô điều chỉnh mà cô quên hoài. 427 đến 347 thì ông là nhà triết học của Hy Lạp không, và chúng ta thấy là vào cái thời kỳ này thì đây là một nhà triết học cổ của Hy Lạp. Thì nói chung là nhà triết học này ha, rất là nổi tiếng, rất là nổi tiếng. Bởi vì đến bây giờ thì chúng ta cũng không cần thiết là phải nhìn tới đây thì chúng ta mới mới nghe cái tên này, mà chúng ta đã nghe tên của ông Plato. Đây là một cái tên rất là quen thuộc, có thể chưa nhớ chính xác đó là cái học thuyết của ông là như thế nào, nhưng mà đây là một cái tên tuổi quen thuộc. Thế thì Plato đã đưa ra cái hệ thống lý luận về cái chủ nghĩa tập thể. Ông ta không phải là người sáng tác ra chủ nghĩa tập thể, mà đây là thông qua cái quá trình quan sát nghiên cứu về cái xã hội, thì ông ta đưa ra cái lý luận tổng hợp đúc kết thành cái lý luận về chủ nghĩa tập thể. Thế thì thế thì trong cái chủ nghĩa trong cái chủ nghĩa tập thể á, thì cái hệ thống chính trị á, thì chú trọng vào tính ưu việt của các mục tiêu chung chứ không phải là các mục tiêu cá nhân. Và trong cái trường hợp á, mà quyền lợi á, của cá nhân nó có sự xung đột với lại cái quyền lợi với lại cái lợi ích của tập thể á, thì cái lợi ích của cá nhân nên đứng đằng sau cái lợi ích của tập thể, phải ưu tiên cho cái lợi ích của tập thể trên cái lợi ích của cá nhân. Và tài sản thì phải thuộc cái sở hữu chung, tài sản thì phải thuộc sở hữu chung. Thì chúng ta nhìn thấy đây là chúng ta thấy cái quan điểm của gì mà chúng ta quan điểm của cái chế độ chính trị gì mà chúng ta đã học, chủ nghĩa xã hội. Do đó là hiện nay là những cái sau này á, là những cái lý luận về chủ nghĩa xã hội và những cái quốc gia mà đi theo chủ nghĩa xã hội á, thì người ta ủng hộ những cái tư tưởng của cái hệ thống chủ nghĩa tập thể này. Thì nhưng mà chúng ta cũng lưu ý là gì? Plato ông ta không 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 mặc dù đưa ra cái hệ thống lý luận về chủ nghĩa tập thể, nhưng mà điều đó nó không đồng nghĩa với việc ông ta cho rằng là gì? Ông ta cho rằng là xã hội cần phải bình đẳng ở tất cả những cái người dân ở trong xã hội. Và ông ta vẫn ủng hộ sự phân chia thành các tầng lớp. Và cái tập thể mà ông ta nói tới ở đây, đó là tập thể của những cái nhà nhà triết học của những cái chiến binh này, của những cái người bình dân ở trong xã hội, còn với lại cái giai cấp nô lệ thì nó không được ghép vào trong cái không 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 có mặt trong cái tập thể mà ông ta đề cập tới. Thì với cái tư tưởng của chủ nghĩa tập thể như vậy thì chúng ta thấy là
hệ thống nội thừa kế những cái tư tưởng cốt lõi của chủ nghĩa tập thể. Đó là gì? Đó là đề cao cái lợi ích của tập thể và ủng hộ tài sản là phải thuộc sở hữu chung. Thì chúng ta thấy cái hình phía dưới đây là ông Karl Marx ha. Karl Marx là người ha, là tác giả chính đã đưa ra những cái hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội. Và cộng sự của ông ta đó là Engels. Karl Marx và Engels đã đưa ra được xây dựng được cái lý thuyết về chủ nghĩa xã hội. Còn Lenin là người mà đã đưa cái lý thuyết về chủ nghĩa xã hội vào hiện thực. Thông qua gì? Thông qua đã thành lập Liên bang Xô Viết và đưa Liên bang Xô Viết đi theo con đường chủ nghĩa xã hội. Thế thì trong cái hệ thống trong cái tư tưởng của chủ nghĩa xã hội á, thì các em đã học rất là nhiều trong môn lý luận chính trị. Và cái cốt lõi ha, mà chúng ta nhớ về cái chủ nghĩa xã hội đó là gì? Ủng hộ cái nền kinh tế do nhà nước điều tiết để đảm bảo công nhân nhận được công nhân, người lao động nhận được thu nhập đúng với sức lao động của mình. Và ở đây chúng ta thấy đó là gì? Khi mà nghiên cứu về chủ nghĩa tư bản thời kỳ đầu á, các Marx đã đưa trong cái quyển bản chất tư bản của bản chất xã hội cho xã hội tư bản á, thì các Marx đã đưa ra cái quan sát của mình về chủ nghĩa tư bản thời kỳ đầu, đó là cái xã hội người bóc lột người, xã hội người bóc lột người. Và nếu như các em đọc những cái tác phẩm văn học mà hiện thực về cái thời kỳ đó thì chúng ta có thể thấy được cái điều này. Và do đó, để đảm bảo phân chia cái lợi ích công bằng hơn, chứ không phải là phần lớn cái giá trị tạo ra là tập trung vào tay các nhà tư bản, thì các ngành kinh tế trong quốc gia nên do nhà nước quản lý và phân phối. Thế thì ủng hộ cái lý thuyết chủ nghĩa xã hội này, thì chúng ta thấy thế giới chia ra làm hai hướng. Thứ nhất đó là các quốc gia theo chế độ chủ nghĩa xã hội, và thứ nhì đó là các quốc gia theo chế độ chủ nghĩa dân chủ xã hội. Thế thì các quốc gia mà theo chế độ chủ nghĩa xã hội thì họ cho rằng là gì? Chủ nghĩa xã hội chỉ có thể đạt được thông qua những cái cuộc cách mạng lật đổ chế độ cũ. Chủ nghĩa xã hội chỉ có thể đạt được thông qua các cuộc cách mạng, mà cách mạng đây là cách mạng vũ trang nha, cách mạng vũ trang lật đổ cái chế độ cũ. Chế độ cũ ở đây có thể là gì? Nó có thể là chế độ phong kiến, chế độ tư bản, tùy theo ở cái thời điểm mà làm cách mạng thì cái chế độ nào đang là cái chế độ lãnh đạo. Hay là những cái quốc gia mà bị đô hộ ha, những cái quốc gia mà là thực địa đó, thì trong cái quá trình mà giải phóng đất nước thì những cái tổ chức mà lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng đất nước như thế này, dành độc lập cho cái quốc gia dân tộc của mình đó, thì họ cũng đồng thời là dương cao cái ngọn cờ chủ nghĩa xã hội để nhận được cái sự ủng hộ của những cái tầng lớp người lao động trong xã hội. Mà tầng lớp đó chúng ta thấy là gì? Là tầng lớp số đông trong những cái khoảng thời kỳ đó ha. Thì chẳng hạn chúng ta thấy đó là trường hợp của Việt Nam mình. Thì chủ nghĩa đảng cộng sản đã lãnh đạo dân tộc thực hiện cái cuộc cách mạng giải phóng đất nước. Và đồng thời sau đó là giành được độc lập thì đi lên con đường chủ nghĩa xã hội. Thì chủ nghĩa xã hội, số lượng các quốc gia mà theo chủ nghĩa xã hội phát triển nhanh từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, và tồn tại
đến cuối những năm 70, đầu những năm 80. Nó dẫn tới cái thế giới chia thành hai cực ha. Hai cực phe sau chủ nghĩa và phe tư bản chủ nghĩa, và nó tạo nên một cái cuộc chiến tranh lạnh trên thế giới ở những cái giai đoạn đó. Nhưng mà sau đó là gì? Sau đó là do cái nền kinh tế nó bị trì trệ ở các quốc gia theo chủ nghĩa xã hội, thì phần lớn các quốc gia mà đi theo chủ nghĩa xã hội đã từ bỏ con đường này, và anh cả của phe chủ nghĩa xã hội đã gì ở từ một cái liên bang Xô Viết, là tập hợp của những cái quốc gia, tập hợp của nhiều quốc gia, thì sau này đã tách ra trở lại thành những cái quốc gia độc lập. Và những cái quốc gia này từ bỏ con đường, từ bỏ cái con đường chủ nghĩa xã hội. Thì hiện nay trên thế giới thì cũng 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 không còn nhiều quốc gia mà đi theo chủ nghĩa xã hội. Việt Nam mình thì là quốc gia mà duy nhất mà cái gọi là quốc gia xã hội chủ nghĩa ha, nó gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Còn những quốc gia khác mặc dù vẫn là tiếp tục với chủ nghĩa xã hội, nhưng mà cái quốc hiệu của họ ha, không gọi là chủ nghĩa xã hội như là Việt Nam của mình. Thế thì những quốc gia nào mà hiện giờ chúng ta thấy là vẫn đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, Việt Nam, Trung Quốc, Cuba, Triều Tiên, chẳng hạn như vậy. Và trong đó đó, ở Việt Nam và Trung Quốc thì chúng ta thấy á, tuy đảng Cộng sản vẫn là đảng lãnh đạo và vẫn kiên định với lại cái con đường chủ nghĩa xã hội, nhưng mà họ cũng nhận ra những cái sai lầm trong khi nóng vội, xây dựng ngay cái chủ nghĩa xã hội, và do đó họ đã thay đổi cái chính sách kinh tế. Nhưng đảng Cộng sản vẫn là đảng lãnh đạo duy nhất, và cái hướng tới lâu dài thì họ vẫn cái nêu cái mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, gọi cái thời kỳ hiện giờ, mặc dù cái nền kinh tế đang hướng tới cái kinh tế thị trường hay là kinh tế hỗn hợp, nhưng mà gì gọi nó là thời kỳ quá độ để có thể là sau đó xây dựng cái chủ nghĩa xã hội lý tưởng. Thế thì cái nhánh thứ hai của mang cái tư tưởng của chủ nghĩa xã hội đó là chủ nghĩa dân chủ xã hội. Thế thì cái phe chủ nghĩa dân chủ xã hội ở đây thì họ cam kết đạt đến chủ nghĩa xã hội bằng con đường dân chủ, có nghĩa là làm thế nào để có thể đem lại cái lợi ích công bằng cho những cái người dân ở trong xã hội. Nhưng mà cái họ không như là các quốc gia theo chủ nghĩa xã hội lúc nãy chúng ta nói, đó là kiên quyết thực hiện những cái cuộc cách mạng vũ trang để lật đổ cái chế độ cũ, mà họ thông qua con đường ôn hòa hơn, con đường dân chủ, là thông qua những cái cuộc bầu cử theo cái ý chí của người dân thì họ được bầu thành đảng lãnh đạo của quốc gia. Và các quốc gia mà dưới sự lãnh đạo của các đảng dân chủ xã hội á, mà từ đó thì họ tiến tới cái con đường chủ nghĩa xã hội á, thì cũng tương tự như là phe sau chủ nghĩa thì phát triển từ sau chiến tranh thế giới lần thứ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai cho đến những năm 70. Thì ở những cái quốc gia mà đảng dân chủ xã hội thắng cử thì họ lên gì thì họ trở thành đảng lãnh đạo, và trong cái thời kỳ này thì họ tìm cách quốc hữu hóa, không phải quốc hữu hóa ngay lập tức toàn bộ các ngành kinh tế ở trong quốc gia, mà họ quốc hữu hóa một số ngành kinh tế, một số công ty mà nó phục vụ cho cái lợi ích công cộng, phục vụ cho cái lợi ích chung. Chẳng hạn như là gì? Chẳng hạn như là anh ha. Chẳng hạn như là anh thì khi mà đảng Dân Chủ Xã hội lên lãnh đạo thì họ đã quốc hữu hóa một số ngành, một số công ty, chẳng hạn như là công ty viễn thông ha, công ty viễn thông, những công ty vận tải, những công ty vận tải công cộng,
chẳng hạn như là đường sắt, chẳng hạn như là hàng không, hay là cái ngành khai thác than đá chẳng hạn, ngành luyện thép, quốc hữu hóa một số công ty trong những cái lĩnh vực đó. Và không phải chỉ có anh ha, mà ở vào những cái giai đoạn đó thì một số quốc gia Tây Âu thì họ đi theo cái con đường dân chủ xã hội, chẳng hạn như là Thụy Điển, chẳng hạn như là Đức, chẳng hạn như là Na Uy, chẳng hạn như là Na Uy, chẳng hạn như là Tây Ban Nha, Pháp, thì đi theo cái con đường là dân chủ xã hội. Nhưng mà cũng tương tự như là các quốc gia xã hội chủ nghĩa, thì những cái ngành mà được hay là bị quốc hữu hóa đó, về mặt lý thuyết thì nó rất là hay, nhưng mà đến khi mà đi vào thực hiện thực tế đó, thì những cái ngành này nó bị trì trệ, nó đi xuống chứ mà đi lên như là mong muốn, và dẫn tới cái sự bất mãn của người dân. Và sau đó là những cái cuộc bầu cử đã thể hiện cái sự bất mãn của người dân, đó là gì, các đảng dân chủ xã hội ở những cái quốc gia này bị xuống, thay thế vào đó là những cái đảng đối lập. Và khi mà những cái đảng đối lập họ lên lãnh đạo thì họ đã tư hữu hóa trở lại những cái ngành mà trước đây đã bị quốc hữu hóa. Chẳng hạn như là vào những năm 80, khi mà bà đầm thép của anh Margaret Thatcher, đảng của bà ta trở thành thắng cử thì bà ta lên lãnh đạo đã thực hiện cái chính sách tư hữu hóa. Sau này có những cái nhiệm kỳ mà đảng dân chủ xã hội ở một số quốc gia thắng cử, quay trở lại trở thành đảng lãnh đạo ở cái nhiệm kỳ đó, thì họ đã nhìn thấy cái sai lầm của cái thời kỳ trước, họ không quay lại cái con đường cũ nữa và tìm cách quốc hữu hóa nữa, mà họ sẽ đưa ra những cái chính sách để thể hiện cái đem lại cái lợi ích cho toàn dân theo những cái con đường khác, chứ không phải bằng con đường quốc hữu hóa. Chẳng hạn như là những cái chính sách phúc lợi xã hội, những cái chính sách về y tế toàn dân, vân vân, nghĩa là đem lại cái chính sách. Do đó chúng ta thấy là gì? Chúng ta thấy trên trên slide của mình á, hiện nay á, các quốc gia theo dân chủ xã hội có khuynh hướng hoạt động theo chủ nghĩa tư bản nhiều hơn chủ nghĩa xã hội là như vậy. Thì đối lập với lại chủ nghĩa tập thể thì đó là chủ nghĩa cá nhân. Đối lập với chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội đó là chủ nghĩa tư bản. Thì chủ nghĩa cá nhân, cái nguồn gốc của cái luật cái tư tưởng ha, những cái tư tưởng mà cái giá trị nó được tư tưởng nó được hệ thống thành cái hệ tư tưởng đó, được thực hiện bởi ông Aristotle. Ông ta cũng sống trước công nguyên ha, và ông ta là môn đồ của Plato, cũng là ảnh hưởng bởi Plato. Nhưng mà trong những cái quan điểm về cái chủ nghĩa cá nhân hay chủ nghĩa tập thể thì ông ta có đưa ra cái quan điểm ngược hẳn lại với lại Plato, đó là ông ta ủng hộ cái chủ nghĩa cá nhân. Thế thì trong cái chủ nghĩa cá nhân thì cho rằng là gì? Cá nhân cần có tự do trong các hoạt động kinh tế và chính trị, và sở hữu tư nhân thì đem lại hiệu quả cho các hoạt động kinh tế hơn so với lại sở hữu tập thể, và từ đó nó là động lực cho sự phát triển kinh tế của quốc gia. Thì tại sao sở hữu tư nhân đem lại hiệu quả hơn cho các hoạt động kinh tế so với sở hữu tập thể? Về cái lý tưởng thì cái sở hữu tập thể rất là tốt đẹp, khi mà nó đảm bảo đem lại cái lợi ích công bằng, đem lại cái lợi ích đồng đều cho những cái người ở trong tập thể. Nhưng mà trên thực tế
mà chúng ta cũng đã từng chứng kiến, đó là gì? Đó là cái sở hữu tập thể, nó dẫn tới là cái người sở hữu đó, nó không cụ thể ha, nó không cụ thể. Chẳng hạn như bên ở chủ nghĩa xã hội thì cho mình cái là sở hữu toàn dân, sở hữu toàn dân, nên thực tế là không ai sở hữu hết. Và do đó là gì? Và do đó những cái hoạt động đầu tư phát triển của những cái ngành đó bị trì trệ. Trong khi đó sở hữu tư nhân, tư nhân họ bỏ vốn ra họ đầu tư, thế thì họ phải nỗ lực hết mình để những cái đầu tư mà họ đã bỏ ra nó có hiệu quả. Tài sản mà họ đã bỏ ra kinh doanh thì họ phải làm cho nó có hiệu quả tốt nhất mà họ có thể làm được. Và do đó có gì, và khi mà họ nhận được cái kết quả tốt thì họ lại tiếp tục tái đầu tư, tiếp tục tái đầu tư để cho gì, để cho những cái tài sản của họ lại tiếp tục phát triển thêm nữa. Trong khi đó sở hữu tập thể thì nó bị, có thể là bị hạn chế trong vấn đề này. Đó. Cái tài sản đó thì cứ đem ra mà sản xuất kinh doanh, nhưng mà những cái việc mà tái đầu tư vô thì nó có thể là bị cái sự hạn chế. Tái đầu tư vào để nó tốt hơn nữa thì có thể là nó bị hạn chế. Cái đó thì chúng ta có thể thấy trong cái nền kinh tế của mình ha, trong cái thời kỳ trước kia, thời kỳ mà kinh tế nhà nước. Cái lợi ích mà các cá nhân họ nhận được, đây là những cái người mà tư nhân họ đã bỏ ra, họ đầu tư và họ nhận được những cái lợi ích lớn, những cái lợi ích lớn hơn so với lại cái phần họ đầu tư vào, và họ tiếp tục tái đầu tư. Thế thì ở đây nó sẽ là động lực cho cái sự phát triển cái nền kinh tế của quốc gia. Và đồng thời điều này nó cũng không có nghĩa là như là cái quan điểm hay những cái đánh giá về chủ nghĩa tư bản thời kỳ đầu, đó là cái xã hội người bóc lột người. Ở đây cái sở hữu tư nhân ở đây họ họ có thể là họ đưa ra một cái khía cạnh khác, đó là gì? Họ mở rộng những cái hoạt động của họ thì từ từ đó họ tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, và gì, và họ có lợi ích nhiều thì họ sẽ phải đóng thuế nhiều cho ngân sách của quốc gia. Thì điều đó nó không phải là chỉ là gì, chỉ đem lại cái lợi ích cho họ không, mà đem lại lợi ích cho những người khác, cho tập thể, và đem lại cái lợi ích cho quốc gia. Đó là những cái quan điểm mà những cái quan điểm mà nó cổ vũ cho cái chủ nghĩa cá nhân. Thế thì ở Việt Nam mình nó có cái khi mà nói đến cái hạn chế của cái chủ nghĩa tập thể đó, thì người ta có cái câu là cha chung không ai khóc đó. Còn ở trong cái trong ở ở các nước phương Tây á thì họ cũng có một cái câu tương tự như vậy ha, nó gọi là bi kịch của chung, nó bi kịch của chung. Thì cái ví dụ được đưa ra minh họa cho cái bi kịch của chung đó là gì? Ở nước Anh thời xưa nó có những cái đồng cỏ công cộng, thì bất cứ ai mà đem gia súc thả vào đó cho ăn cỏ cũng đều được, họ không hạn chế và cũng không cần phải nộp cái khoản phí nào hết. Và do đó những người mà nuôi gia súc đó, thì họ phát triển cái đàn gia súc của mình, phát triển đàn gia súc của mình dựa trên những cái đồng cỏ đó, nhưng mà họ không hề có những cái động thái nào để bảo vệ những cái đồng cỏ đó, mà họ chỉ khai thác càng nhiều càng tốt, càng triệt để càng tốt, đến cái hậu quả cuối cùng đó là gì? Cỏ nó không còn thời gian để mọc lại nữa, trụi lỗi, những cánh đồng trụi lỗi và bạc màu, xói màu. Do đó nó gọi là cái ví dụ cho cái được gọi là minh họa cho cái gọi là bi kịch của chúng. Ở cái quan điểm về chủ nghĩa cá nhân này đó là được ủng hộ bởi những cái học giả,
ở những cái học giả ở Anh, Hà Lan vào thế kỷ thứ 16. Chúng ta thấy ở đây là ông David Hume, ông Adam Smith, ông John Stuart Mill. Thế thì những cái nhà học giả này thì đưa ra những cái học thuyết về kinh tế, những cái học thuyết kinh tế, và trong đó cái luồng tư tưởng ủng hộ cái chủ nghĩa cá nhân được thể hiện. Và trong ba vị học giả này thì có lẽ là cái tên mà các em quen thuộc nhất đó là ông Adam Smith. Đến cái phần mà về cái các học thuyết kinh tế thì chúng ta lại tìm hiểu về những học thuyết mà Adam Smith đã đưa ra, và nó là cái cơ sở hơn những cái học thuyết cổ điển để nhằm giải thích tại sao lại nên có cái hoạt động thương mại quốc tế. Và ủng hộ cái tư tưởng của chủ nghĩa tập thể thì đó là hệ thống chính trị theo chủ nghĩa tư bản. Và trong cái chủ nghĩa tư bản thì tất cả các yếu tố sản xuất cần được tư hữu hóa, và nhà nước chỉ nên thực hiện những cái hoạt động kinh tế mà khu vực tư nhân không thể thực hiện được, chẳng hạn như là xây dựng đường xá, an ninh quốc phòng, quan hệ ngoại giao. Đây là cái mà nhà nước quản lý ha, còn thực hiện thôi, còn những cái ngành kinh tế khác thì nên được tư hữu hóa. Và vai trò của nhà nước ở đây đó là xây dựng cái hệ thống pháp luật để đảm bảo cạnh tranh công bằng, đảm bảo cạnh tranh công bằng và họ đem lại cái lợi ích cho nền kinh tế của quốc gia. Nhưng mà trên thực tế đó thì chúng ta thấy cái nhận định cái dòng cuối cùng là không quốc gia nào theo chủ nghĩa hoàn toàn, chủ nghĩa tư bản hoàn toàn. Cái lý do là tại sao? Ngay cả những quốc gia tư bản mà họ hô hào cổ vũ cho kinh tế thị trường, kinh tế thị trường đó là cái hệ thống kinh tế tương ứng với lại chủ nghĩa tư bản. Mặc dù họ hô hào ủng hộ cho kinh tế thị trường, nhưng mà trên thực tế khi mà những cái cuộc khủng hoảng nó xảy ra, và những cái công ty, những cái tập đoàn hàng đầu của họ có ý nghĩa quan trọng với nền kinh tế của gia họ mà rơi vào khủng hoảng thì họ sẵn sàng cứu vớt, vươn tay cứu, có thể đó là gì, rót vốn vào đó, cũng nó đi ngược lại với lại cái quan điểm kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản thay đổi. Đây chúng ta thấy là sự can thiệp của nhà nước rồi. Thế thì chẳng hạn chúng ta thấy là gì? Chẳng hạn chúng ta thấy trong cái cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008-09 ở Mỹ, nó xuất phát từ cái gì? Nó xuất phát từ cái bong bóng bất động sản bị bể. Thì từ cái bong bóng bất động sản bị bể này, nó ảnh hưởng trực tiếp nghiêm trọng tới cái hệ thống ở tài chính ngân hàng của Mỹ. Những cái tổ chức này thấy là gì, trong cái thời kỳ mà phát triển cái giá nhà đất nó quá nhanh đó, thì họ thấy những cái khoản lời khổng lồ và họ sẵn sàng gì cho vay để cho những cái người mà đặt cái vấn đề vay bất động sản đó, nó gọi là thậm chí là cho vay dưới cái chuẩn, bỏ qua những cái tiêu chuẩn thiết yếu để đảm bảo an toàn thì họ sẵn sàng bỏ qua, bởi vì đời rất là lớn. Thế thì sau đó là bong bóng bể, cái ngành tài chính ngân hàng của Mỹ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, bởi vì sao? Bởi vì lúc này những cái người đi vay cái tài sản họ thế chấp đó là gì, là cái căn nhà họ đi vay, và do đó khi mà thấy giá nhà nó bị rớt xuống dưới cả cái giá mà họ mua, thì họ quăng lại căn nhà thế chấp đó, họ thế chấp bằng căn nhà, do đó là họ không trả nợ nữa mà họ đẩy căn nhà đó cho ngân hàng luôn. Thế thì mà cái ngành tài chính ngân hàng thì đó cái ngành xương sống của cái nền kinh tế của quốc gia, và do đó khi mà khủng hoảng trong cái lĩnh vực tài chính ngân hàng xảy ra thì nó tác động đến những cái ngành kinh tế khác. Và Mỹ là một cái quốc gia mà số 1 trong cái kinh tế thế giới, và do đó là nền kinh tế Mỹ mắc hơi sổ mũi và bệnh cái là nó ảnh hưởng tới kinh tế của toàn cầu. Và trong cái cuộc khủng hoảng đó
thì nhiều tập đoàn lớn, nhiều cái tập đoàn lớn của Mỹ nó ở trên cái bờ vực bị đe dọa phá sản. Và trong cái làn sóng này thì chính phủ Mỹ đã có sự chặn lại, cứu vớt những cái tập đoàn mà họ cho rằng là có giá trị với nước Mỹ, chẳng hạn như AIG, chẳng hạn như là GM, chẳng hạn như là Citibank. Thì họ đã thì những cái tập đoàn này đã được ngân sách của Mỹ rót tiền vào, như là trường hợp của GM ha, General Motors, thì đây là tập đoàn sản xuất xe hơi của Mỹ rất là nổi tiếng. Thì trong cái cuộc khủng hoảng thì công ty này đã phải cầu cứu lên phía chính phủ Mỹ, mong nhận được sự hỗ trợ. Bởi vì nếu như mà không được chính phủ hỗ trợ thì họ phải tuyên bố phá sản và phải bán mình. Thế thì chính phủ Mỹ đã rót ngân sách vào đây bằng cách là mua lại cổ phiếu của GM, mua lại cổ phiếu với lại một cái khối với là một cái số lượng đủ để khống chế công ty. Và họ cũng hỗ trợ trong cái việc là gì? Trong việc chỉ định những cái ban giám đốc mới để có thể là vực dậy là được GM thoát ra khỏi cái cuộc khủng hoảng. Và khi mà nhận định rằng là GM đã có thể là tự đứng được rồi, thì những cái cổ phiếu mà đã được ngân sách Mỹ mua thì họ bán đi hết, trả GM lại với lại cơ chế thị trường, chứ họ không biến nó trở thành một công ty nhà nước luôn. Và trong cái cuộc mua đi bán lại này, ngân sách Mỹ lỗ 10 tỷ, 10 tỷ đô. Nhưng mà họ cho rằng là cái giá đó là cái giá đó là xứng đáng. Bởi vì cái sự phá sản của một tập đoàn lớn như là GM, và thậm chí là họ có khả năng bị thâu tóm bởi những cái tập đoàn ở nước ngoài, thì cái thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ còn lớn hơn con số 10 tỷ đó nhiều. Thế thì do đó, và cái trường hợp ở này, những cái trường hợp ở Mỹ thôi, thì nó cũng tương tự với lại những cái quốc gia ở những cái quốc gia khác. Chẳng hạn như ở Pháp, Renault của Pháp cũng đã nhận được sự hỗ trợ của chính phủ Pháp. Hay là chúng ta thấy là cái sự thành lập và phát triển của Airbus, thì không thể không kể đến cái thế lực đứng sau lưng Airbus, đó là Liên minh châu Âu. Hay đó là cái tổ chức cho. Và do đó chúng ta nói là gì? Không có quốc gia nào theo chủ nghĩa tư bản hoàn toàn là như vậy. Khi cần họ sẵn sàng, chính phủ sẵn sàng can thiệp vào. Thì tương ứng với lại chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội và tư bản chủ nghĩa, thì chúng ta có ba hệ thống kinh tế. Thì đầu tiên đó là kinh tế thị trường. Thì trong kinh tế thị trường, hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh đều thuộc sở hữu tư nhân. Như vậy chúng ta thấy đây là gì? Kinh tế thị trường nó tương ứng với lại những cái quốc gia theo tư bản chủ nghĩa. Và do đó chúng ta nói, đó là lý do chúng ta nói tại sao chúng ta nói là hệ thống chính trị định hình cái hệ thống kinh Và ở trong kinh tế thị trường, sản xuất cái gì? Nhà máy sản xuất ở đâu, sản phẩm được bán với giá như thế nào, phân phối như thế nào, phân phối đến đâu là do cung cầu trên thị trường quyết định. Còn cái nền kinh tế thứ hai là kinh tế mệnh lệnh, hay còn gọi là kinh tế chỉ huy, thì nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc lên kế hoạch chương trình quốc gia và cái quá trình sản xuất trao đổi do chính phủ quyết định. Thế thì ở đây sản xuất cái gì, sản xuất bao nhiêu, nhà máy sản xuất đặt ở đâu, phân phối như thế nào, phân phối cho ai, giá cả như thế nào, do chính phủ quyết định thông qua các công ty nhà nước của Và do đó, đó là Việt Nam của mình đó, thời kỳ trước kia mình thực hiện đi theo cái hệ thống kinh tế, là đi theo hệ thống kinh tế mệnh lệnh, mà chúng ta có cái tên gọi cho nó đó là gì? Nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Kế hoạch hóa tập trung, nhà nước kế hoạch hóa và cái quyền lực tập trung về phía nhà nước trong việc là ra những cái quyết định, ra những cái quyết định liên quan đến sản xuất và phân phối. Và sau này
khi mà nhìn thấy được những cái sai lầm trong việc phát triển nền kinh tế đất nước theo cái kinh tế kết cấu tập trung, thì chính phủ mình đã thêm vào trong đó bốn chữ ha, đó là kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp. Thêm bốn chữ này vào thì chúng ta thấy là đó là thừa nhận cái sai lầm của một thời kỳ phát triển kinh tế đất nước đi theo con đường này. Và hiện giờ hệ thống kinh tế của nước mình thì chúng ta thấy là thay đổi, nó đi theo hướng thị trường nhiều hơn, nó thay đổi nhiều hơn. Và tương tự như vậy ha, đối với lại Trung Quốc, nhưng mà một số cái quốc gia sau chủ nghĩa khác như là Triều Tiên, như là Cuba thì vẫn còn đang trong cái hệ thống kinh tế mệnh lệnh kết hóa tập trung. Cái hệ thống kinh tế cuối cùng đó là kinh tế hỗn hợp. Thế thì kinh tế hỗn hợp ở đây là gì? Một bộ phận kinh tế được tư hữu hóa và hoạt động theo cơ chế thị trường, trong khi một số lĩnh vực khác do nhà nước nắm giữ và kiểm soát. Thế thì chúng ta thấy như vậy, cái kinh tế hỗn hợp nó tương ứng với lại cái hệ thống chính trị nào lúc nãy chúng ta tìm hiểu. Dân chủ xã hội. Dân chủ xã hội. Và kinh tế hỗn hợp này á, chúng ta cũng lưu ý là gì? Lúc nãy chúng ta nói là các quốc gia mà theo chế độ dân chủ xã hội á, hiện nay thì họ chuyển sang hướng là kinh tế thị trường nhiều hơn. Có nghĩa là trong những cái ví dụ về Anh, về Thụy Điển, về về Đức, về Úc, về Na Uy, đó là những cái ngành mà trước đây họ quốc hữu hóa, đi theo cái hướng dân chủ xã hội thì họ đã tư hữu hóa trở lại, chuyển sang cái kinh tế thị trường. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là cái kinh tế hỗn hợp này nó hiện giờ nó không còn nữa, nó không nữa. Mà những cái quốc gia mà đi theo chủ nghĩa xã hội thì trong cái quá trình cải cách kinh tế thì những cái công ty nhà nước, những cái ngành mà nhà nước nắm giữ thì họ ở dần dần họ quốc hữu hóa, không họ tư hữu hóa trở lại, nhưng mà không tư hữu hóa được ngay ha, mà phải có cái lộ trình, phải có lộ trình. Chẳng hạn như là Việt Nam mình ha, ở chúng ta chuyển sang cơ chế thị trường, nhưng mà cũng phải từ từ. Do gì? Do trước đây là hầu như các ngành kinh tế quan trọng đều nằm trong tay các công ty nhà nước với những cái số vốn đầu tư rất lớn, do đó nhà nước phải gì, phải có một cái lộ trình từ công ty nhà nước nó chuyển thành công ty cổ phần, trong đó là nhà nước nắm cái số vốn khống chế, rồi sau đó là nhà nước mới thoái hóa vốn dần dần. Như trường hợp của Sapeco chúng ta thấy là nhà nước thoái hóa vốn dần dần. Nhưng mà cũng có những cái tập đoàn mà nhà nước mặc dù có lộ trình nhưng mà trên thực tế vẫn chưa thực hiện được triệt để trở thành một công ty cổ phần, từ đó thoái hóa vốn dần dần, là những cái tập đoàn viễn thông của nhà nước mình. Nó thì do đó là mình xác định nó là mình vẫn đang trong cái gọi là kinh tế hỗn hợp. Kinh tế hỗn hợp. Và trên thế giới thì những cái nhiều nhiều quốc gia thì vẫn có những cái quốc gia cũng tương tự như mình ha, đó là vẫn là thực hiện kinh tế hỗn hợp. Chẳng hạn như là Ấn Độ ha, như trường hợp của Ấn Độ thì vẫn có những cái công ty nhà nước. Trong những cái ngành quan trọng thì những công ty nhà nước vẫn là nắm vai trò chủ yếu, mặc dù họ cũng đang có những cái hướng chính sách là mở cửa dần dần và làm giảm bớt cái vai trò của kinh tế nhà nước. Hay là trường hợp của những cái quốc gia ở trong Mỹ Latin ha, như là Bolivia và Venezuela thì vẫn có gì? Thì vẫn có những cái ngành mà họ vẫn còn đang quốc hữu hóa, vẫn đang thực hiện kinh tế nhà nước ha, không cho phép kinh tế tư nhân tham gia vào, chứ đừng nói tới là gì, đừng nói tới là các tập đoàn nước ngoài. Em có câu hỏi gì không? Dạ cô ơi, cho em hỏi cái chỗ kinh tế thị trường đó cô. Dạ thì hồi nãy cô có nói là kinh tế thị trường thì
tập trung là chủ yếu các nước tư bản chủ nghĩa, nhưng mà em thấy là cái đại hội đảng Việt Nam là xác định là kinh tế Việt Nam đi theo con đường là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì em không hiểu là trong cái nền kinh tế thị trường này có xã hội chủ nghĩa không cô? Việt Nam mình như cô nói lúc nãy là kinh tế hỗn hợp, có nghĩa là những cái ngành nào mà đã cho phép ha, tư hữu hóa, cho phép mở cửa nước ngoài vào cạnh tranh thì những cái ngành đó đi theo kinh tế thị trường. Nhưng mà vẫn có một số ngành vẫn chưa được phép, vẫn là gì, vẫn là nhà nước đóng nắm giữ, những công ty nhà nước nắm giữ những cái vai trò chính yếu quyết định. Chẳng hạn như là gì, chẳng hạn như là viễn thông VNPT hay là Viettel, thì cái vốn của nhà nước trong đó là lớn, thậm chí là chính, thậm chí là vẫn là vốn của nhà nước. Nhà nước mà tham gia vào, nhà nước mà đã tham gia vào cái lĩnh vực đó, vốn của nhà nước bỏ ra, thế thì những cái chính, những cái do đó là nó có thể là bị thiên lệch trong việc ban hành những cái quyết định pháp luật, những cái quyết định pháp luật ủng hộ cho, mà nó có khuynh hướng là gì, khuynh hướng là thiên về cái ủng hộ cho những cái công ty nhà nước này. Và không phải là chỉ những cái ngành quan trọng này, mà chúng ta thấy là những cái tập đoàn lớn của Việt Nam, những cái tập đoàn lớn của Việt Nam chúng ta thấy như là Vinasin gì đó ha, thì vốn của nhà nước trong đó vẫn chiếm là phần lớn. Do đó là chúng ta nói vậy thôi ha, đi theo kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thì định hướng xã hội chủ nghĩa là như vậy. Cái nào mà mở rồi thì những cái ngành đó kinh tế thị trường thì vẫn có những không mở nhiều, vẫn là do cái nhà nước khống chế. Ở đây trong cái mà phân phối cái phân phối điện ha, điện lực á, phân phối điện á, thì chúng ta thấy là gì, vẫn là ha, vẫn là cái công ty, vẫn là nhà nước khống chế, chưa để theo cái gọi là kinh tế thị trường. Thì đó là chúng ta nói là kinh tế hỗn hợp, chứ không phải Việt Nam mình là kinh tế hỗn hợp, chứ không phải kinh tế thị trường. Còn cái tuyên bố của nhà nước mình thì nó là chuyện khác ha, mà chúng ta nhìn theo những cái đang diễn ra để chúng ta phân loại. Còn cái mà nhà nước mình nói á, thì nó có định hướng kinh tế thị trường cho hầu hết là cho những cái ngành mà họ thấy là nó không ảnh hưởng tới là an ninh của quốc gia, hay là ảnh hưởng tới những cái vấn đề lớn của quốc gia thì nó khác nữa. Do đó là có những cái mà chưa chắc là mình nhìn vào những cái gì nói thôi, mà mình phải nhìn vào những cái gì đang làm, mình phân định. Rồi, có bạn nào có câu hỏi gì nữa không? Dạ, em cảm ơn cô. Rồi, nếu như không có bạn nào còn câu hỏi nữa thì chúng ta tiếp tục với cái hệ thống pháp luật nha. Thì hệ thống pháp luật nó là các nguyên tắc, các điều luật, điều tiết, các hành vi và các quy trình giúp thi hành các điều luật, qua đó xử lý các tranh chấp. Thế thì chúng ta nói là hệ thống chính trị định hình cái hệ thống kinh tế và định hình cái hệ thống pháp luật. Lúc nãy chúng ta nói tới kinh tế thị trường. Thế thì hệ thống pháp luật nó sẽ được những cái bộ luật nó sẽ được soạn thảo và thực thi nhằm làm gì? Đảm bảo cái hệ thống kinh tế thị trường được vận hành. Đó là gì? Đưa ra những cái điều luật, mà trong đó là tạo điều kiện dễ dàng cho việc thành lập các công ty. Các công ty tư nhân ở trong đó thậm chí là gì, cho phép các công ty nước ngoài được tham gia vào sân chơi nội địa, và đưa ra những cái quy định của pháp luật để là gì, đảm bảo sự cạnh tranh công bằng giữa các thành phần kinh tế, đảm bảo sự cạnh tranh công bằng giữa các thành phần kinh tế. Còn cái hệ thống kinh tế mệnh lệnh thì chúng ta cũng đã thấy
đó là những cái quy định của pháp luật được ban hành để nhằm ủng hộ, nhằm định hướng cho cái hệ thống kinh tế mình là ngăn cản sự thành lập của các công ty tư nhân. Các công ty tư nhân không được phép, không được phép thành lập, hay là những cái hệ thống mà giấy phép, những cái hệ thống tiêu chuẩn được yêu cầu để thành lập một cái công ty cạnh tranh với công ty nhà nước thì nó rất là khó khăn. Hay là trong cái nền kinh tế hỗn hợp, thì với những cái ngành nào được nhà nước định hướng là phát triển theo kinh tế thị trường thì những cái quy định của pháp luật cho những cái ngành đó nó sẽ đảm bảo cái sự cạnh tranh công bằng, ủng hộ cho việc thành lập các công ty tư nhân. Nhưng mà trong những cái ngành mà nhà nước là vẫn còn khống chế thông qua các công ty nhà nước của mình thì cái hệ thống pháp luật tương tự như là trong cái kinh tế mệnh lệnh, thì trong cái ngành đó thì nó cũng sẽ không cho phép hay là hạn chế các công ty tư nhân được thành lập và cạnh tranh ở đây. Thì do đó chúng ta nói là gì? Cái hệ thống chính trị nó định hình cái hệ thống kinh tế và cái hệ thống pháp luật. Và do đó cứ mỗi lần mà cứ mỗi khi mà cái nghiên cứu về cái môi trường chính trị nó rất là quan trọng ha. Bởi vì cái môi trường chính trị mà nó đảm bảo cái sự ổn định thì nó sẽ cái nguy cơ đó là cái hệ thống pháp luật nó thay đổi, nó làm cho thay đổi toàn bộ những cái định hướng chiến lược kinh doanh của các công ty. Do đó là cái mà khi mà nghiên cứu về cái tính hấp dẫn của cái một cái thị trường nào đó thì các công ty họ sẽ đánh giá cái sự ổn định của cái hệ thống chính trị của cái quốc gia đó là như thế nào, liệu cái hệ thống chính trị của quốc gia đó thì nó có thể là thay đổi trong tương lai nó như thế nào. Bởi vì cái sự thay đổi của hệ thống chính trị cái đó bị lật đổ, chính phủ quốc gia đó bị lật đổ thì dẫn đến là gì, cái hệ thống pháp luật nó sẽ có những cái sự điều chỉnh và dẫn đến là những cái sự rủi ro và những cái chi phí kinh doanh ở các công ty đó nó có thể là tăng thêm nếu như mà thay đổi theo cái hướng tiêu cực. Nhưng mà cũng có một cái mà họ lo là gì, sự thay đổi của chính phủ mà theo do thực hiện cách mạng lật đổ chính phủ thì điều đó nó sẽ thể hiện nó sẽ chứng tỏ là cái quốc gia đó nó không yên bình, cái gì nó không tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty làm ăn. Ở quốc gia mà chiến tranh liên miên, nội chiến liên miên thì các công ty cũng không thể nào ổn định. Thì đó là cô nói về cái sự tương ứng giữa chính trị, kinh tế, pháp luật. Nhưng mà khi mà chúng ta tìm hiểu hệ thống pháp luật ở đây, chúng ta không tìm hiểu cái sự phân loại tại ba cái dạng hình thức này nè. Thì nó không như là cái kinh tế là ba cái hệ thống kinh tế nó tương ứng với lại ba cái hệ thống chính trị nha. Mà ở đây chúng ta xem xét sự phân chia thành ba cái hệ thống trong pháp luật này nè. Là nó theo cái dạng gì thôi chứ nó không phải là tương ứng với cái hệ thống chính trị như là lúc nãy chúng ta nói về hệ thống kinh tế. Thế thì thế giới là có ba cái dạng hệ thống pháp luật, thứ nhất là thông luật, thứ nhì là dân luật và thứ ba là luật thần quyền. Thì cô nói trước về cái luật thần quyền, thông luật và dân luật chúng ta còn có cái sự so sánh với nhau nữa, do đó là để nó xong. Thế thì luật thần quyền nó là gì? Luật thần quyền đây nó là gì? Đó là những cái giáo huấn về tôn giáo được đưa vào trong cái có thể là được đưa vào trong cái quy định pháp luật của quốc gia đó.
Nhưng giáo huấn về tôn giáo ở đây nó có thể là xuất phát từ những cái kinh thánh ha, kinh thánh tùy theo đạo nào thì là kinh thánh của đạo đó ha. Hoặc là gì? Ở đó là những cái lý luận ha, cái lý luận những cái lời rao giảng của những cái người mà lãnh đạo của cái tôn giáo đó ha, lãnh đạo của tôn giáo đó là những cái người có ảnh hưởng lớn trong cái tôn giáo đó thì cũng được hệ thống lại ha, và nó cũng là có thể là trở thành là những cái giáo huấn về tôn giáo. Thì hiện nay á, trên thế giới á, thì chúng ta thấy á, một một đạo á, mà cái vai trò ảnh hưởng của cái tôn giáo này đối với các tín đồ của mình á, thì nó rất là lớn đó. Và những cái giáo huấn về tôn giáo thì có thể là với cái đạo đó mà ở quốc gia mà thành quốc đạo á, thì những cái giáo huấn về tôn giáo thì có thể là được đưa vào thành những cái quy định trong cái pháp luật của quốc gia đó. Thì đó là tôn giáo này, Hồi giáo. Thế thì Hồi giáo ở đây á, giáo huấn về tôn giáo có thể là được được rút ra ha, từ cái kinh thánh của họ ha, kinh Koran, và họ có cái luật của Hồi giáo gọi là luật Sunni ha, Sunna ha, và những cái lời thuyết giảng hay những cái lời nói của nhà tiên tri Muhammad, và những cái bài viết của những cái học giả tôn giáo ha, thì xây dựng nên những cái cơ sở ha, những cái cơ sở cho cái Sunni của đạo Hồi. Nhìn chung đó là luật thần quyền đó, khi mà ảnh hưởng điều chỉnh đó, thì phạm vi điều chỉnh chủ yếu là trong cái hình thành nên những cái chuẩn mực ha, những cái quy định về đạo đức ha, về cái đời sống hàng ngày, đạo đức thói quen, cái tập quán của cái tín đồ của họ, chứ không ảnh hưởng, chứ ít ảnh hưởng đến những cái luật về kinh tế. Chẳng hạn như là gì, chẳng hạn như là đạo Hồi á, người ta cấm uống rượu ha, cấm rượu. Thế thì ha, mặc dù chúng ta là người nước ngoài, chúng ta tới những cái quốc gia mà đạo Hồi là quốc đạo á, thì luật của một số quốc gia này thì họ có thể là cấm uống rượu, và chúng ta là người nước ngoài thì có thể chúng ta uống lén lúc đâu đó không biết thôi, nhưng mà uống rượu ở nơi công cộng thì phát hiện là chúng ta bị phạt theo cái quy định pháp luật của quốc gia đó. Hay là những cái quy định về cái vấn đề về trang phục của phụ nữ như thế nào ha, nó là điều chỉnh ha, điều chỉnh về cái chuẩn mực đời sống hàng ngày. Rồi, và một cái khác mà chúng ta có thể thấy á, là ở những cái quốc gia mà ở hiện nay trên thế giới á, nhiều quốc gia đó thì họ cái luật pháp của họ quy định chế độ là một vợ một chồng ha. Nhưng mà đạo Hồi á, thì trước từ xưa đến nay á, cái luật của họ quy định luật 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 sinh na của họ quy định đó là một ông chồng được phép có bốn bà vợ ha. Nhưng mà phải đảm bảo đối xử công bằng với bốn bà, phải đảm bảo đối xử công bằng với bà, và nếu muốn cưới thêm bà vợ khác thì chúng ta thấy là gì, đi dị bà này cưới thêm bà khác ha, chứ không được cùng lúc có năm sáu bà vợ. Thế thì ở Malaysia chẳng hạn ha, Malaysia thì cái quy định pháp luật chung là chế độ một chồng một vợ, nhưng mà với những cái người Hồi giáo đó, thì họ lại có ha, lại cho phép cái luật Hồi giáo của họ được thực hiện, có nghĩa là một ông chồng hợp pháp có bốn bà vợ. Điều đó là luật thần quyền. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói là luật thần quyền ít ảnh hưởng tới những cái luật về kinh tế, nhưng mà trên thực tế thì nó vẫn vẫn có cái ảnh hưởng không, một cái bài khía cạnh nào đó thì nó cũng có ảnh hưởng. Chẳng hạn như là theo như là luật của Hồi giáo thì
theo như cái quan điểm của cái đạo Hồi á, thì người ta không không coi trọng hoặc không không đồng ý với lại cái tiền lãi, tiền lãi do cho vay. Khi mà chúng ta quen thuộc với lại cái hệ thống ngân hàng kiểu phương Tây, là chúng ta có tiền nhàn rỗi, chúng ta gửi ngân hàng, chúng ta nhận được cái tiền lãi ha. Chúng ta có nhu cầu vay tiền thì chúng ta tới ngân hàng, chúng ta vay tiền thế chấp hay tín chấp gì đó ha, và chúng ta vay tiền và chúng ta phải trả lãi. Thế thì cái tiền lãi đó đó thì theo quy định của Hồi giáo thì cái tiền đó là nói chung là xấu xa, và những người mà đi vay và những người cho vay đều không tốt hết. Nhưng mà dù sao á ha, thì trong cái nền kinh tế toàn cầu như thế này, thì cái sự phát triển của cái hệ thống ngân hàng theo kiểu phương Tây là đều không thể chối bỏ được. Và do đó là ở những cái quốc gia Hồi giáo thì vẫn tồn tại cái hệ thống ngân hàng theo kiểu phương Tây. Nhưng mà song song với đó thì luật pháp của quốc gia đó là cũng là đưa ra những đưa ra những cái quy định cho cái sự tồn tại và phát triển của cái hệ thống ngân hàng Hồi giáo của họ. Thế thì hệ thống mà ngân hàng theo kiểu Hồi giáo nó là như thế nào? Chẳng hạn như là công ty có nhu cầu vay tiền thì họ đặt vấn đề với ngân hàng. Họ vay tiền để làm gì? Để mua máy móc sản xuất, hay là họ vay tiền để họ đầu tư vào một cái dự án nào đó. Không. Thế thì ngân hàng sẽ xem xét những cái bản thuyết minh như thế này. Rồi sau đó họ sẽ quyết định là có rót tiền vào hay không. Và khi mà họ rót tiền vào đó thì họ sẽ được phân chia cái phần của họ như thế nào. Ở đây họ không phải là cho vay để lấy lãi, mà ở đây thì họ sẽ chia một cái khoản mà nó được gọi là cái khoản giống như là họ đã đầu tư vào một cái dự án nào đó, và họ được chia lời, họ được chia lời cái tiền đó, gọi là cái tiền lợi nhuận từ cái dự án mà họ đầu tư vào thành công, chứ không phải gọi là tiền cho vay tiền để lấy lãi thuần túy. Thế thì hệ thống mà tài chính ngân hàng theo kiểu Hồi giáo như vậy á, thì nó được nó trong sách của mình đó, thì các tổ chức này họ nắm giữ khoảng 500 tỷ đô, 500 cái nguồn vốn của họ lên tới 500 tỷ đô. Nhưng mà cái số liệu trong sách mình thì nó cũng cũ rồi ha, cái số liệu mới hơn mà cô được biết thì nó phải lên tới cả ngàn tỷ đô. Và cái hệ thống ngân hàng Hồi giáo kiểu này á thì tồn tại ha, ở những cái quốc gia Hồi giáo ha, và ở những cái quốc gia mà nơi đó người Hồi tập trung đông, Mỹ cũng ở Mỹ nên nơi mà có những cái người Hồi giáo đông á, thì những cái hệ thống này, hệ thống ngân hàng kiểu này có xuất hiện, hay là Malaysia cũng có. Là cái dạng hệ thống pháp luật thứ nhất và thứ hai đó là thông luật và dân luật. Thế thì thông luật nó là gì? Đó là hệ thống luật dựa trên các tiền lệ, các truyền thống và phong tục tập quán. Thế thì ở trong cái hệ thống thông luật á, cái quy định của pháp luật nó chung chung hơn, nó chung chung hơn. Và khi mà xử lý những cái vụ tranh chấp đó, thì tòa án ha, và các luật sư thì có thể là viện dẫn các tiền lệ, các truyền thống, các phong tục tập quán để đưa ra cái căn cứ để xét xử. Và cái kết quả của một cái vụ án này nó có thể là trở thành án lệ cho những cái vụ án sau. Nếu như mà ở đây chúng ta chắc là hay xem phim Mỹ ha, và chúng ta có thể là xem những cái phim mà nó có liên quan đến tòa án, thì chúng ta có thể thấy điều này. Trong một cái phiên tòa, thế thì thẩm phán ha, hay là luật sư của các bên 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 nguyên bên bị á,
thì họ có thể là dẫn ra là cái vụ án này đã từng xảy ra ở đâu đó, ở đâu ở Mỹ á, và nó đã được xử theo cái hướng nào, hay là họ có thể đưa ra là gì, cái phong tục tập quán của cái dân tộc của cái người này nó như vậy, đó là gì, nên xử theo cái hướng này chẳng hạn như vậy. Thì tại sao mà lại có thể là viện dẫn đưa ra những cái viện dẫn như vậy, bởi vì cái quy định nó pháp luật nó tương đối là chung chung, mà nó chưa đi vào đưa ra những quy định chi tiết cụ thể trong từng trường hợp thì sẽ xử lý như thế nào. Thế thì hệ thống thông luật ở đây nó phổ biến ở Anh và những cái quốc gia trước kia là thuộc địa của Anh, bao gồm cả Mỹ. Còn dân luật là gì? Dân luật dựa trên một bộ các luật chi tiết được lập thành tập hợp các chuẩn mực được một xã hội công nhận. Và do đó khi mà một vụ được đưa ra tòa thì đã có những cái hướng dẫn trong luật, đã có những cái hướng dẫn cái trường hợp này thì nên áp dụng cái luật cái quy định nào của pháp luật. Và do đó cái vai trò của thẩm phán ở trong cái hệ thống thông luật thì đó là diễn dịch luật, còn dân luật đó là gì, áp dụng luật. Và bởi vì như vậy do đó là cái trong cái hệ thống thông luật á thì những cái phán xử ha ở tòa án thì có thể là gặp phải những cái tranh cãi ha, có thể là gặp phải những cái tranh cãi hay là những cái phản ứng, những cái phản ứng thì chúng ta cũng thấy cũng có thể thấy dễ hiểu ha, bởi vì những cái tiền lệ cái truyền thống phong tục tập quán thì nó rất là đa dạng ha, thì họ có thể là áp luôn một cái vụ nào mà hay là cái truyền thống hay cái phong tục tập quán nào dựa trên cái ý chí chủ quan của họ. Còn dân luật thì tình huống này là phải xử như thế này, đã có quy định hết trong luật rồi. Nhưng mà nhìn chung á, đối với lại những cái quy định pháp luật về kinh tế á, thì các quốc gia thì họ cố gắng xây dựng một cái hệ thống pháp luật mà theo cái hướng là dân luật ban hành được quy định rất chi tiết để tránh những cái để tránh những cái trường hợp là gây để có thể là xử lý một cách là chính xác nhất, những cái hướng dẫn quy định của luật để có thể là áp dụng một cách tốt nhất, tránh những cái tranh chấp mà không biết xử lý theo cái hướng nào. Thế thì chúng ta xem cái sự khác biệt của thông luật và dân luật trong cái việc soạn thảo hợp đồng như thế nào. Thì luật hợp đồng là một tài liệu quy định rõ những điều kiện để sự trao đổi diễn ra và gì, và trong đó nó quy định rõ ràng cái quyền lợi và nghĩa vụ cụ thể của các bên liên quan. Thì luật hợp đồng nó là luật chi phối việc thực thi hợp đồng. Thì với những cái quốc gia mà theo cái hệ thống thông luật á thì các điều khoản trong hợp đồng nó có xu hướng được quy định rất chi tiết, và trong đó mọi sự kiện ngẫu nhiên được giải thích rất là rõ ràng. Mọi sự kiện ngẫu nhiên được giải thích rất là rõ ràng. Và nếu như mà các em đã từng tiếp cận với lại một cái hợp đồng với một cái công ty Mỹ thì chúng ta có thể thấy cái điều này. Hợp đồng nó dài và trong đó nó quy định rất là chi tiết. Còn trong khi đó với các quốc gia cấm dân luật á, hợp đồng có xu hướng ngắn gọn, kém chi tiết hơn vì rất là nhiều vấn đề đã được đề cập tới trong luật. Vậy do đó, cái thời gian mà để soạn thảo một cái hợp đồng ở các quốc gia theo cái hệ thống thông luật á thì nó dài hơn, và do đó cái chi phí của soạn thảo hợp đồng nó tốn kém hơn. Còn trong khi đó trong cái hệ thống dân luật á thì hợp đồng nó có xu hướng ngắn gọn ha, và do đó là cái thời gian soạn thảo hợp đồng nó nhanh hơn và cái chi phí nó ít tốn kém hơn so với lại cái hệ thống thông luật. Và trong cái hoạt động ngoại thương á thì người mua người bán là ở những cái quốc gia khác nhau, và do đó thì cái luật hợp đồng thì ở các quốc gia thì nó có thể rất là khác biệt, có thể khác biệt, và do đó là để hướng dẫn để đưa ra những cái hướng dẫn và những cái quy định thống nhất
trong cái hợp đồng ngoại thương. Thì Liên Hợp Quốc đã đưa ra cái bộ công ước của Liên Hợp Quốc về mua bán hàng hóa quốc tế. Nó là một cái bộ nguyên tắc chung kiểm soát một số cái lĩnh vực cụ thể trong việc soạn thảo và thực thi những cái hợp đồng thương mại giữa hai bên mua, giữa các bên mua và bán ở những cái quốc gia khác nhau. Nhưng mà chúng ta cũng lưu ý là gì? Không phải thành viên nào của Liên Hợp Quốc cũng là thừa nhận cái công ước này. Nha. Cũng gia nhập vào cái công ước này. Chẳng hạn như là gì? Chẳng hạn như trước đây Nhật, họ không phải, họ không thừa nhận cái công ước này. Họ không thừa nhận công ước này. Mà mãi đến sau này thì họ mới là gì? Đồng ý với lại cái công ước. Việt Nam của chúng ta cũng là một thành viên của thừa nhận cái công ước này của Liên Hợp Quốc. Và khi mà đã là công nhận cái công ước này của Liên Hợp Quốc thì có nghĩa là chúng ta phải đưa những cái quy định trong cái công ước này vào trong luật của quốc gia mình. Và không được có cái điều khoản mà nó đi ngược lại với công ước khi mà công ước này đã quy định. Và do đó là khi mà chúng ta chấp nhận cái công ước này thì những cái quy định pháp luật của Việt Nam mình mà nó liên quan tới cái việc mà mua bán hàng hóa quốc tế này mà nó đi ngược lại với lại cái quy định đó của Liên Hợp Quốc thì chúng ta bắt buộc phải thay đổi để phù hợp với lại cái quy định của Liên Hợp Quốc. Và trong một cái hợp đồng khi mà thực hiện cái hợp đồng ngoại thương á thì có thể là hai bên trong hợp bên A bên B trong hợp đồng đó, thì họ xảy ra những cái mâu thuẫn tranh chấp. Và nếu như mà cẩn thận ấy, thì trong hợp đồng thì bao giờ nó cũng phải ghi là gì, nếu mà xảy ra tranh chấp thì sẽ xử lý theo cái quy định pháp luật của cái quốc gia nào, quốc gia bên mua, quốc gia bên bán, hay là theo cái quy định của công ước Liên Hợp Quốc chẳng hạn. Và có thể là khi mà tranh chấp xảy ra thì để đảm bảo công bằng cho hai bên thì họ không đưa nhau ra tòa án của bên mua hay bên bán, mà họ đưa nhau ra một cái tòa án quốc tế. Thì tòa trọng tài quốc tế thuộc Phòng Thương mại Quốc tế tại Paris thì đây là một cái tòa trọng tài mà nó nổi tiếng trong việc xử lý những cái sự tranh chấp, những cái hợp đồng ngoại thương như thế này. Rồi chúng ta nghỉ giải lao 20 phút rồi chúng ta quay lại ha. 3 giờ thứ 10 chúng ta quay lại.